Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV. Hiện tại thì Tây Bắc TV đang ghi hình ở chợ Cốc Ly các bạn. Chợ này thì các bạn biết rồi, diễn ra vào sáng thứ ba hàng tuần. Đấy, mỗi tuần thì họp vào phiên thứ ba vào buổi sáng. Chúng ta đang đứng ở khu vực chợ Châu nhé các bạn nhé. Đấy, chợ ngày hôm nay thì trước khi vào video cụ thể thì là Tây Bắc TV sẽ quay xung quanh cho mọi người xem, để cho mọi người nhận xét cho nó rõ ràng và kỹ càng kỹ nữa, để một phiên chợ những ngày, nói chung là ngày hôm nay. Đấy, mình quay toàn bộ cho mọi người xem. Đấy, các bạn thấy không, đông không, đông như kiến nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, đây là mấy cái quán uống nước, là 1, 2, 3. Mấy cái quán này thì mọc lên được khoảng một tháng nay các bạn, chứ mấy tháng trước thì không có các bạn. Ngày xưa có cái nhà ở kia nhưng mà người ta dỡ thôi. Tóm lại thì nhìn cái cảnh xung quanh thì là các bạn biết rồi, chợ thì càng ngày càng vắng các bạn. Nguyên nhân thì do chung chưa mở cửa, và đặc biệt không phải chung không mở cửa, là đặc biệt thì vấn đề quan trọng thứ hai đó là giá rất là thấp. Giá thấp đến dẫn đến mọi người cũng lười mang trâu đến chợ để bán các bạn. Bởi vì đi bán cũng lỗ mà để ở nhà thì cũng khổ các bạn. Đấy, rơi vào hai tâm trạng rất là khó xử. Bán thì lỗ, mà không bán thì lại không có thời gian chăn nuôi, hoặc là cũng khá là vất vả do so với thời điểm hiện tại các bạn. Thôi không lôi thôi dài dòng nhiều trình tự nữa. Thì hôm nay do là chợ ít trâu nên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cặp trâu này. Một cặp trâu giống nhé các bạn nhé. Một cặp trâu, gọi là trâu cặp đấy các bạn. Một con mẹ và một con thì bao giờ người ta gọi là trâu cặp. Cặp này nhá các bạn nhé. Cặp này người ta đang báo giá là 43.500.000. 43.500.000. Đây này, cái con là của anh áo trắng này đang cầm kìa. Đấy, cái ấn tượng của chúng ta nhìn vào cặp trâu này thì nhìn từ xa thì đó là con mẹ khá là cao các bạn. Đấy, nó quay ngang này, quay ngang này. Đấy, khá là cao các bạn. Ưu điểm, chúng ta sẽ xét về ưu điểm thì con này khá là cao. Đấy, nó có một con bên cạnh. Đây, nó đây này. Con này đang đeo một cái mõ. Đấy, con này dáng đi rất là uyển chuyển, chân tay đẹp các bạn. Thì đây là châu cái, anh ấy dắt đi nhìn rất là thuần các bạn. Đấy, mình sẽ quay tổng thể nhé, sau đó là chúng ta sẽ đi vào chi tiết cụ thể từng con và con mẹ. Đấy, mình sẽ quay tổng thể cho mọi người xem nữa. Về chiều cao thì con mẹ nó rơi vào khoảng là 1m3. Đấy, 1m35 các bạn. Nói chung là chính xác là 1m3 là nhiều hơn. Nói chung là cặp này khá là cao các bạn. Đấy, còn con của nó này cũng khá là cao. Đây này các bạn này, con nó khá là cao. Đấy, con này có rất là nhiều ưu điểm nhé. Tí mình chỉ cái ưu điểm của con cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn tổng thể chưa? Cao không? Cao, khá là cao đấy. Đấy, để anh ấy buộc vào đấy rồi. Dáng cao người mẫu. Đấy. Về giá thì mình báo giá ở đấy 43.500.000 nhé các bạn nhé. Bây giờ là chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng con một. Bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu từ con nghe con đi. Con nghe con. Thì con nghe con này về giới tính đó là con cái các bạn. Phải không? Phải chính xác, giới thiệu cho các bạn phải chính xác các bạn. Đấy, giới tính cái các bạn. Đấy. Về giới tính là cái này. Thứ hai là về ngoại hình. Đấy, quay từ xa cho các bạn xem. Về ngoại hình thì là con này cũng được các bạn, không phải là nổi trội, tầm nghé giống xuất sắc, nhưng mà nó cũng khá là được. Đấy, đấy về ngoại hình. Thứ hai là chúng ta sẽ xem về cặp sừng đi. Đấy, về bộ ngà cặp sừng của nó. Thì mình quay đằng trước cho các bạn xem. Đấy, cặp sừng này thì sau này nó sẽ gọi là bái hậu các bạn, nó sẽ về đằng sau. Còn về khoái, mình sẽ chỉ cho mọi người xem nhé. Đấy, con này là không có khoái ở đằng sau hông các bạn. Đây các bạn có thể xem này. Đấy,
khoái hông, không có nhé các bạn nhé. Nhưng mà người ta bảo là không có khoái hông, còn là trốn đấy, trốn khoái hông thì làm giàu cho chủ các bạn. Thì con này cũng đạt một ưu điểm đó. Đấy. Bên này cũng không có này các bạn ơi. Bên này không có khoái hông này. Đấy. Trốn khoái hông thì làm giàu cho chủ. Đấy. Còn khoái bả vai đây các bạn. Đây, khoái bả vai đây. Rất là chuẩn luôn. Chắc là bên này thế. À, đây còn khoái ở bên này các bạn. Thì nó lệch hơn trên bả vai. Nói chung là hai bên thì không cân xứng các bạn nhé. Rồi, chúng ta xét về khoái. Khoái ở trước mặt các bạn. À, con này có hai thiều các bạn. Hai thiều nằm ở hai khoe mắt. Thì người các cụ ngày xưa thì các cụ bảo rằng là một thiều thì chúng ta có thể là chọn xem khoái là tiếp tục. Còn hai thiều thì khỏi xem khoái các bạn. Thì con này có hai ưu điểm. Thì là có hai thiều. Hai thiều thì người ta không xét khoái nữa. Đấy, nhưng mà nếu mà xét khoái thì con kia thì con này đạt hai điểm. Đấy, điểm là sau là không có khoái này. Thứ hai là có hai thiều ở đằng trước này. Thì con chứng tỏ là con này có hai ưu điểm. Đấy. Các bạn có hiểu ý không nhỉ? Hai thiều thì xét thì không cần xem khoái. Con này thì rất là hiền các bạn. Đấy, các bạn xem này, chân tay đẹp nhá. Con mẹ cũng vậy, chân tay khá là đẹp. Thì sau này con cái này cũng ngoan và hiền, chăm nàm các bạn. Dễ bảo, chăm nàm. Đấy, dễ chăn nuôi các bạn. Thì con này nó chỉ rơi vào tầm, mình nghĩ là rơi vào tầm 4 tháng đến 5 tháng tuổi thôi. Nó còn nhỏ các bạn. Còn về ngoại hình thì cũng khá là đẹp rồi, cao. Còn có gen di truyền của con mẹ sang các bạn. Đấy, con mẹ đây. Đấy là về con nhá. Đấy là theo nhận xét cá nhân của mình thôi. Cặp này cũng khá là đẹp ạ. Người ta đang báo giá là 43.500.000. Đấy, về con mẹ đây. Khoái này các bạn này. Khoái hông này. Đây, khoái hông này. Đấy, khoái bả vai nằm trên cao kìa. Nếu mà khoái bả vai nằm trên cao thì chứng tỏ là con đây đó có là về sức khỏe khá là tốt. Con mẹ thì có một thiều thôi. Nói chung là con mẹ thì cũng được các bạn. Bốn khoái thì không cân đối lắm nhưng mà cũng được. Con cái đây. Ở châu của anh áo trắng kia bạn. Anh ấy báo là 4 mấy đấy bạn. Trên đầu 4 đấy, cả cặp này. 43.500.000. Con này thôi. Con cái này cũng được hết này bạn này. Kia chủ kia chủ đang cầm điện thoại áo trắng. Mua cả cặp ấy. Bác đang thích con cái. Báo bao nhiêu? Hả? Tách tách. 13.000. Sắp vừa. Gần vào mắt rồi. Gần hợp. Bán mẹ đi xong rồi để cho anh nhé. Thì anh là mua được bao tiền để em biết lượng mà bán không mẹ? Cả cặp bao tiền? 43.000.000. Đúng chứ? Con mẹ 30. 40.000 na trang nữa đang giả đây. 30 này 13. Con 13. Cũng phải đấy em ạ. Nếu con gái thì bắt thế. Hay nhờ. Nếu con gái thì hãy sợ cái mông đúng không? Đấy, ok. Ok các bạn nhé, đấy người ta đang dự tính là tách con mẹ và con nghé con ra. Đấy, ví dụ con nghé con này anh đang báo là 13 này. Đấy, đấy là báo vậy thôi. Đấy, con to con mẹ kia. Đấy, mình cặp này thì cũng tạm được các bạn. Được cái con mẹ dáng cao, chân tay đẹp. Nói chung là tướng thì hiền lành, chắc là dễ ăn dễ bảo các bạn. Cày cuốc được.
Thì trông châu cái thường thường là người ta hay làm châu cầy, còn những con đực thì nó có sức khỏe thì nó hay bướng lắm, người ta chỉ làm kéo gỗ thôi. Ở trên này thì kia cũng có một cặp kìa các bạn kìa, kia cũng có một cặp. Cặp kia thì cũng bình bình thôi, so với cặp này thì em này cao hơn, con mẹ cao hơn các bạn. Con mẹ này rơi chắc là rơi vào tầm qua độ tuổi thay răng này các bạn, cũng tầm 4-5 tuổi thôi. Đấy, kia cũng có một cặp nhưng mà cặp kia xấu hơn so với cặp này, thì cặp kia chắc chắn là ít tiền hơn các bạn, không biết chủ đâu. Đấy mà để xem ở đây còn cặp nào không nhỉ. Ở trên này có khá là nhiều cặp các bạn. Đây, mình xem cặp này nhé các bạn nhé. À, đây có một cặp này, anh ấy đang dắt một cặp này. Đấy. Hai con thì trời có trăng. À vừa đây có anh trăng. À, đây có con nghé này. Đây con mẹ dáng giống nhỏ nhá, giống gì các bạn. Cặp này hình như đang báo trên đầu ba các bạn, nhưng mà không biết là rõ là bao nhiêu. Họ báo là ba mấy ba cặp này. À cái này chỉ một con đấy nhỉ. À một cặp, cứ tưởng là chỉ có một con. Cặp này 33 anh. À cặp này anh ấy đang đòi 33 triệu các bạn. Con này chắc là chỉ rơi vào tầm 4 tháng tuổi thôi nhỉ. Đây như con đực các bạn. Cặp này so với cặp kia thì cặp này bé hơn. Đấy. À, thứ nhất là về chiều cao. Về chiều cao thì thấp hơn các bạn. À, cặp này anh ấy đang báo là 33 triệu, còn cặp kia là 43 triệu, lệch nhau 10 triệu các bạn. Nhưng cặp kia được con mẹ đẹp, con đẹp. Đấy. Con này cũng đẹp đấy, không phải là ấy đâu. Nhưng mà có khả năng là giống nó nhỏ hơn. Nhìn tướng tá là về độ phát triển của sau này thì nó sẽ kém cái con của con kia các bạn. Đấy, các bạn mua giống thì các bạn phải để ý là xem. Thứ nhất là về ngoại hình nó đẹp rồi, nhưng mà về nhìn kỹ về cái tướng của nó sau này xem con lớn cỡ, nó tầm bao nhiêu. Đấy, cái khung của nó, ý nói là cái khung của nó ấy. Xem nó có phát triển được hay không. Chứ nó đẹp mà cái dòng mà trâu nhỏ thì nó lớn hết cỡ thì nó chỉ nhỏ nhỏ thôi các bạn. Ê, em vào này. Bớt một tí đi ra lúc sáng đi. Kén thì nhất lấy về nhà không bán. Bán xong cũng không mua được. Không em ơi. Vui vẻ mà anh nhắc cả lời. Em vào đây bớt 500 được thì chắc thì không lấy thì cũng không tháng trả bán được bớt 500 biết rồi được thì đấy, lệch nhau 500 được 200 làm lộc lấy bớt 500 được thì anh em bắt tay thì thôi anh em mình bảo em trả để mua bớt làm lộc 200 trả để mua đấy 23 thì nó là đâu bớt làm lộc nói thật chẳng qua bây giờ bán hết rồi cũng còn cầm này bán là về nếu không mua được bớt 500 bớt 200 rồi bắt tay được vậy. Bán hết là 32.800.000. Trời anh bán hết mới mua chứ. Còn đúng cầm này đây. Để các bạn. Bao tiền? 31 năm. Rẻ không? 31 là của đây rồi. Thế thêm 500 thì mày, anh bảo 35 triệu đi. Đúng. Ừ. Anh em họ. Cặp này là anh em họ rồi. Đéo rồi đi vậy anh em ruột nó đi chơi nhau rồi. Này mà 35. Hai xuống. Bán hết rồi. Thế cặp này chính xác là ba mấy anh? 31 mấy? 325. Ba tưởng 328. 325. À 325. Thế ông kia mà 31 năm nhìn thế là lạ. Chỉ có giá vừa mặc cả sắp chết đây này.
Rồi ok, cặp này đã được chốt đơn rồi các bạn. Đấy, cặp này so với cặp trước ấy thì nó cặp này không được đẹp. Nhưng mà người ta đã mua rồi. Đấy, 30 25 các bạn. Thì chợ cũng không có nhiều trâu để quay, mình đi ra đây chơi cùng chú trâu này cho nó vui các bạn. Đây, trên này người ta cũng mua một số con, có một con ngé và một con bê, một con bê toa, một con ngé tầm 4-5 tháng tuổi. Khu vực này khá là nhiều trâu cặp các bạn. Tóm lại cái cặp vừa nãy thì người ta đã bán này nhé các bạn nhé, 32 năm. Lúc đầu người ta đã báo là 33 triệu bớt cho 500 các bạn. Thôi, chỗ này là mình không quay nữa các bạn. Cảnh cho nên xe người ta hay lấy cái roi, cái que người ta vụt vào con trâu nó phản cảm với người xem các bạn. Ui, đây cũng có một cặp. Hôm nay khá là nhiều trâu cặp các bạn. Nhưng mà để mà xét về cái cặp mà mình vừa quay ấy, thì cặp kia là đẹp nhất. Cái cặp mà lúc đầu người ta báo ra là 43 triệu 500 ấy. Tầm 43 đấy. Ồ đây cũng có một cặp này. Hôm nay nhiều trâu cặp thật. Đây này, kia cũng có nhỉ. Đây rất là nhiều trâu cặp. Cặp này thì mình chưa thấy chủ đâu các bạn, nên là mình chỉ quay ngoại hình cho các bạn xem thôi. Nếu có chủ mình mới hỏi được. Cặp này so với cặp vừa nãy thì con mẹ thì nó hơn một tí các bạn. Đấy, nhưng mà được con nghé thì lại chưa độ béo. Đấy, cặp kia là 32 triệu 500. Thì cặp này mình nghĩ là cũng rơi vào đầu 3 các bạn. Đấy, nhưng mà con nghé này nó ít tuổi hơn, ít tháng tuổi hơn. Con này chắc là chỉ rơi vào 4 tháng tuổi đến 3 tháng tuổi thôi. Đây. Đây, các bạn có thể xem ở đằng trước này. Thì các bạn có thể xem. Đấy, nếu mà bạn nào xác định được con này bao nhiêu tháng tuổi thì các bạn comment nhé. Đây này. Con này mình nghĩ là rơi vào tầm 4 tháng tuổi thôi các bạn. Còn các bạn mình quay sát cho các bạn xem để các bạn nhận định cho rõ nhé. Đấy, còn này đây còn mẹ. Thì cặp này chắc là chỉ đầu 3 đây các bạn, đầu 3 tròn thôi. Mình nghĩ vậy. Bởi vì theo so sánh với cặp này với cặp kia thì cặp kia 32 thì cặp này nó kém hơn, thì người ta chỉ báo là 29-30. Đấy, con này có một thiều nhá. Một thiều này. Đấy. Giống này giống nhỏ các bạn. Đấy. Đây, quấy phay, quấy ở vai này, quấy hông này. Nói chung là chân tay thì cũng khá là đẹp, vì bởi vì là trâu, những cái loại trâu này là người ta nuôi ở trên vùng cao, trâu chăn thả nên trâu khá là chắc chắn. Nhưng mà độ béo thì con này chưa có này. Nếu mà các bạn chọn về giống mà để chăn nuôi cho nó đẻ, để làm giống và thường xuyên lâu dài thì tất nhiên là các bạn không nên chọn những con trâu cái giống bé này, mặc dù nó rất là đẹp nhưng mà giống bé thì sau này nó nhìn nó sẽ không được đẹp. Các con cái của nó đẻ ra thì nó cũng giống di thì trâu nó không lớn mà bán này không có tiền. Đấy, nên các bạn cũng không nên chọn những dòng này. Thì nuôi thì cũng nuôi được thôi, nhưng mà nếu mà đã mất công chọn thì con giống đẹp thì nó đắt hơn một tí, vài triệu hoặc là 5-6 triệu, thì các bạn nên mua những con to. Đấy, những cái con này, cái con ví dụ chọn những cái con giống mà cặp 43 triệu đấy, mình thấy là con của nó khá là được các bạn. Giống sau này nó cao to phát triển thì nó sẽ có giá. Đấy, ví dụ cặp như vừa nãy là bằng người ta bán cả cặp đấy có 43 triệu thôi. Nhưng mà so với cặp khác là người lệch hơn nhau hẳn 10 triệu các bạn. Thì chứng tỏ là những con đẹp, con cao nó sẽ có giá các bạn. Đây là cây xấu hổ này các bạn này. Đấy, mình nói sai nó xấu hổ nữa. Nó chả buồn trả lời, nó ngủ luôn. Đây.
đây này, con bò ta này các bạn ạ. Hôm nay khá là nhiều trâu cặp các bạn. Đây, kia có một cặp này, mỗi tội là không thấy chủ đâu. Nếu mà thấy chủ thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem nhé. Bây giờ là nhiệm vụ của mình đi tia những con trâu con bò nào đẹp để quay cho các bạn xem. Đấy, đây có một cặp này. Nhìn cặp muốn biết giá quá các bạn. Đây. Đây các bạn này. Đây đây. Đấy. Đây có một cặp. Đây có một con, đây một con. Đây một con. Đây cũng có cặp này. Càng nuôi càng lỗ, trở đi trở lại nhiều càng lỗ. Đấy, các bạn vừa nghe thấy anh ấy nói gì chưa? Càng nuôi thì càng lỗ, mà trở đi trở lại mà không bán được thì càng lỗ các bạn. Đấy, tình trạng hiện nay thì các bạn có để ý không, một số video thì về trước ấy thì cái cỏ này nó không mọc được các bạn, bởi vì là do trâu và người dẫm quá nhiều. Nhưng mà bây giờ thì thôi rồi, bây giờ thì người ta đã trâu bò ít ấy, thì người đi lại ít nữa nên là cỏ mọc tùm các bạn. Đây, trâu không thèm ăn cỏ. Không biết là đây có một bác ngồi đây này các bạn này. Để vào nói chuyện với bác một tí nhé các bạn nhé. Đây có một con cặp. Ôi, con này nó tắm nó nằm đây các bạn này, tắm bùn. Đây có một cặp nhỏ này các bạn này, con này chắc mấy tháng tuổi rồi nhỉ. Đây cũng là trâu cặp nhé các bạn nhé. Trâu của bác, con này nhỏ nhỉ. Con cái này các bạn này, đây có cái nhỏ nhỏ này. Đây là trâu cặp. Cặp này hai mấy bác? 26 à? Đấy, con này nhỏ này. Con này chắc là 3 tháng tuổi không bác? Nó đẻ được 3 tháng chưa? Bác chắc là... bác cũng ít nói các bạn, nên là mình cũng không hỏi nhiều. Nó nhỏ này. Nói chung là cặp này nó chưa được đẹp các bạn. Đấy. Cái bác ấy đang báo giá là 26 thì chứng tỏ là người ta vẫn bớt xuống một tí các bạn. Đấy. Mình xem con mẹ to không này. Đây con mẹ này. Đây con mẹ này các bạn ơi. Con mẹ thì nếu mà nó béo thì cũng nhìn cũng có vẻ là to phết đấy các bạn. Nhưng mà giống này vẫn thuộc giống nhỏ các bạn, không phải giống to. Nhìn giống cái mà trâu khung nó to cơ. Nhưng mà con này vẫn là giống nhỏ. Tóm lại thì về điểm chấm bên này, về nếu mà người ta chọn mà kỹ tính thì dòng này về làm trâu giống thì không được các bạn. Vì nó cũng nhỏ, giống gì mà nuôi chơi được, để phải nuôi mà kinh doanh buôn bán ra sau này để cho đẻ thường xuyên ra thì mình nghĩ là cặp này cũng không được. Đấy, mình hơi khó tính trong vấn đề chọn trâu bò các bạn. Cặp này 23 26, không biết là tầm bao nhiêu thì mua được. Nếu mà các bạn mua được cặp này bao nhiêu thì các bạn nhớ comment ở bên dưới nhá. Như mình là mình có ý định riêng rồi, nhưng mà mình nói ra thì các bạn lại ném gạch ném đá, bởi vì là mình lại không mua trâu mua bò. Mình chỉ đi quay xem báo giá cho mọi người xem thôi. Chợ này rất là ít trâu bò các bạn. Đây. Ít lắm. Đây, con kia có quả cặp sừng bái hậu kìa. Con kia là chui hết về đằng sau các bạn. Đấy, nhìn những cái cặp sừng đấy nhìn nó xấu các bạn. Con đực mà lại bái hậu nữa thì thôi thôi. Đấy, chợ đây các bạn. Điểm danh không biết là đến nổi 60 con trâu không. Thôi, tóm lại là video này thì nó cũng không có gì đặc sắc mấy. Chủ yếu là mình quay mấy cái cặp trâu cặp cho các bạn xem để các bạn tham khảo giá thôi. Giá hiện tại, coi đấy, có một số trâu cặp, một số con trâu xấu để mọi người nắm bắt được. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Video chủ yếu là với tinh thần giải trí, đi khám phá. Thì các bạn nhớ cho đăng ký
và chia sẻ nhé các bạn nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.